My name's Jordan, and it's Tết Đến Rồi. And we have a saying here in Vietnam, Thế Hòa Đào thì Thế Tết. Let's go. This is Hòa Đào, right? Yeah. Well, in Hanoi we have Hòa Đào. What about in Saigon? Hoa Mai. Hoa Mai là màu gì? Màu vàng. Oh, it's nice. Trồng đồng. What is this? Hoa chuối. Hoa chuối? Banana. Oh. Banana! Banana flower, right? Oh. Yeah, lovely. You've got the banana here, look. Hello, chị. Hello. How much is this? 10.000. 10.000. Một cái là 10.000 ạ? 10.000 thôi. Một cái đầy đủ như này. Oh. Rất đẹp. Đúng rồi, rất đẹp. Cắm nó sẽ nở như hoa sen này. Bao lâu trước? Lâu lắm. À, thế à? Chỉ cần cần một cái này với nước thôi á. Còn cái chuối này ăn được không chị? Hơi ra. Vâng. Cùng với rượu rất là tốt. Ồ. Oh. Thế à, tốt cho xương ấy. Hello. Chị có một hòa nào 5K không? 5K. 5K vâng. Có hòa nào, hòa chuối nào? Thì thích lấy cái nào tôi tặng bạn. 5K được không ạ? Vâng. Tiền không quan trọng, tôi tặng bạn, tôi bán rẻ 5K. Vâng, cảm ơn nhá. Đẹp không? Trông đẹp. Chị thấy cái này đẹp không? Ồ, đúng rồi, cái này đẹp hơn thì tại vì có màu trắng này, cũng có màu hồng này, cũng có màu vàng này. Em lấy cái này nhé. Đây là tặng, bán vừa tặng. Vâng, em cảm ơn nhá. Bye bye. Mắc cả tặng không rồi. 5.000. Đúng là con trai của ta. Cái này đến từ đâu? Đến từ Tuyên Quang. Tuyên Quang, nó ở đâu? Tây Bắc á? Tây Bắc. Tây Bắc, cảm ơn nha. Tất cả chuyện đến đây. Rừng. Vâng, chuối rừng. We got flowers. We got bánh trưng. Yeah, bánh trưng is also from the north. This is the quintessential Tết cake. All the houses in Vietnam, in Hanoi, around Tết, what they'll do is they'll all make some bánh trưng like this, and they'll receive a bunch of bánh trưng as gifts. So you'll make 20, you'll give away 20, and you'll receive 20. So everybody makes bánh trưng, gives it away and receives it. Very interesting. À, cũng có hình khác. Trưng bù. Bù là gì? Ý là nó bù bù đấy. À, hiểu rồi. Anh ấy bị lần bù. À, lần bù. Ok, em chào anh nha. Chúc năm mới vui vẻ. À, Vietnamese ancient tea. How exciting. Drink tea? Oh, yes please. I tried some tea? Very beautiful. Okay. You got, look, you got the outfit, you got the cool headband and everything. What tea is this? In Vietnamese, we call this trà sang tuyết. Trà sang tuyết? Oh, you know Vietnamese? Me? A little bit. Oh. I never heard of trà sang tuyết. This is a type of tea from the north of Vietnam. This is from Yen Bái. Cheers. Oh, cheers. Have a sip. Cheers. Ngon tuyệt vời. Nice to meet you. Nice to meet you. Take it easy. Chúc mừng năm mới. Yeah, thank you. Đây là ai bạn? Cái này. Vâng, đây là ai? À, ông gì? Đây là ông Phúc ạ. Ông Phúc? Vâng, ông Hàng Phúc. Đúng rồi ạ. Phúc là thường là về con cháu á. Đây là ông Thọ sẽ ôm quả đào. Con chữ này thì nó là tiếng Hoa ấy. Vâng, còn chữ này là Hán Nôm. Hán Nôm. À, bạn có bán hoa đào không? Không. Oh, thank you. Oh, this way. I'm here on Hang Luoc Street, and every year people come here to prepare for Tết. They can buy decorations, they buy trees, and they buy flowers. Okay, quýt. Quýt hoặc là quýt. Quýt là không quýt. Yeah. À, chào cô. Cháu tìm một cành hoa đào nhỏ. Nhỏ đây này. Ở đây ạ. Đây là một bó này. Tuyệt vời luôn. Hello, đẹp chưa? Đẹp rồi. Đẹp rồi. Nó nhiều tiền cô? 50.000. 50.000 thôi. Còn đấy có cành hoa đào thì to hơn không? Đây, lấy cành này nhá. Còn cái này bao nhiêu ạ? Lấy 150.000. 150 ạ? Đấy, đẹp không? Để em xem. Đào Nhật Tân. Đào Nhật Tân. Đào Nhật Tân nổi tiếng, giới xinh nhỉ? Vâng. Đẹp
cái chuối. Chuối. Banana. Yes. Banana. Oh, you know. Banana flower. Cái cô bán 75 nghìn được không ạ? Không được ạ. Cô không nói trăm rưỡi ạ. Trăm rưỡi đấy. Em không có trăm rưỡi đâu. Em có bao nhiêu? Có 90k. 100. Trăm. Ok. Cái này á. Ok. Cả đây. Đấy mà cả đấy. Lấy 100. Trăm được không? Đẹp quá. Ok, lấy cái này 100 nhé. 100. Cái vị, tại vì cái này to. Bán để tặng cho 100 để cho nó đẹp đẹp. Gia đình hết. Gia đình hết. Ôi. Con, mẹ, con. Con, mẹ, con. Đấy, ba mẹ con. Và mẹ cô chị đâu? Grandfather. Grandfather nhà. À, có grandfather nhà. Ok nhá, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Văn Sơn hữu ý nhé. Rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn. Ok, I've got my hoa đào, my peach blossom, I've got my hoa chuối, my banana flower, and then I think I'm ready for set. Má cả thành công lần thứ hai rồi. Cái này Jordan mua được 100 nghìn. Chào ông đồ, cháu làm thủ pháp được không? Ví dụ như ông có chữ gì? Năm mới có thể viết về mọi việc tốt đẹp để dùng chữ hành thông. Đấy, sức khỏe thì dùng chữ an khang bình an. Có một chữ nào có cho sức khỏe cho gia đình của cháu không? Đấy, an khang. An khang. Yên lành và khỏe mạnh. Cháu xin an khang. Vâng. Ông làm ông đầu bao nhiêu năm rồi không? Wow, 10 năm rồi. 10 năm. 60 tuổi về hưu, làm từ 60 tuổi đến 70. Vâng. Lúc đấy là chưa có râu, bây giờ râu dài rồi. Râu dài. Trong tương lai thì cháu không có râu dài như ông á. Cháu sẽ có. Bây giờ không được. Có thể dài như này, dài hơn thì không được. Đây là mực. Mực tàu giấy đỏ. Mực tàu giấy đỏ. Ngày xưa mực là Trung Quốc làm gọi tàu. Ngày xưa Việt Nam chưa làm được gọi là mực tàu. Nào viết nhá. An khang, an là yên lành. Bình an. Bình an, bình yên. Đúng rồi, bình an, bình yên, đúng rồi. Hòa bình. Đấy. Chữ an là người ta nói là cái bộ là bộ miên, là mái nhà. Trong nhà của có người phụ nữ là lúc nào cũng bình an. Trong nhà có người phụ nữ. Là lúc nào bình an. Tại vì là khi mình đi công tác xa hay đi đánh trận, có người phụ nữ người ta trông nom con cái, đúng không? Đúng rồi. Trông nom vườn tược, trông nom nhà cửa, trông nom bố mẹ. Chữ khang là khang kiện, là khỏe mạnh. Việt Nam có ngũ phúc là phúc lộc thọ khang ninh, đấy là cái chữ mà năm cái con người mong muốn. Cái chữ là an khang thịnh vượng, chúc gia đình là yên lành khỏe mạnh giàu có. Để chúc một trận cho gia đình. Đúng rồi, an khang thịnh vượng. Để đây bên này để chữ xuân quý mão, năm nay là quý mão của mèo. Để đây xuân quý mão nhé. Vâng. Đấy, là Tết nữa. Cho năm mới. Năm mới mão ấy. The new year of the new year. Đây là giá của phố quy định rồi. Cháu ở đây thì mà ra Văn Miếu cũng thế. Rất là chào, cảm ơn nhé. Dạ, cảm ơn nha. Đây. Từ khi kiếm chung luôn. Đây. Còn đấy thì trèo từ đây. Vâng. Good health, yeah. Nếu mà dịch trong Google dịch, khang an chỉ có nghĩa là good health. Nhưng mà thật ra khang an có rất nhiều ý nghĩa. Chúc an khang cho gia đình. Basically sending the an khang, sending the good health and prosperity and happiness and peace to my family. Okay guys, so I feel ready for Tet now. I've got my banana flower, I've got my peach blossom, and in this bag I've got my calligraphy, wishing my family prosperity, health and success going into the new year, the year of the cat. And I also want to say, chúc mừng năm mới cho mọi người. I wish you all a happy new year, full of health, prosperity, luck and success. And I'll see you next year in the year of the cat.